Hoa mẫu đơn của Việt Nam, còn được gọi là hoa trang, thường được người dân dùng để cúng trên bàn thờ. Nhưng chị Nguyễn Kim Loan, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã biến loài hoa này có giá trị thương mại. Chị Loan đang sở hữu khu vườn có hàng trăm loài kiển thú đủ mọi kích cỡ được tạo hình từ hoa mẫu đơn. Vợ chồng chị Loan chuyên kinh doanh nhưng rất thích trồng kiển. Cách đây khoảng 2 năm, một lần tình cờ, chị mua được một cặp gà tạo hình từ cây hoa mẫu đơn, nên từ đó chị nảy sinh ý định sưu tầm loài kiển này. À, mình cũng là nhiều con, long quy, rồi trâu, rồi thiên nga, rồi rồng, rồi phụng, rồi công, rồi chó, rồi heo, rồi sư tử, cá sấu, cũng như nhiều loại con lắm em. Tại vì mình làm mấy mặt hàng sẵn rồi còn khách á, là ta đặt theo cái quy cách là cái con cung hạp của người ta chị cũng vẫn là nhận là con gà này là coi như là nó rất là dễ chăm sóc, dễ trồng lắm em. Tại vì là mình cần tưới nước là được hả, tưới nước là tại vì cây này nó chậm phát triển, bông mà nó ra quanh năm là luôn, lúc nào ở trên mình cây á, cũng vẫn có bông rực rỡ và lá nó nhìn cũng đẹp. Để tạo ra dáng kiển thú với nhiều tư thế nằm, ngồi, nét mặt, cử chỉ riêng, đòi hỏi người nghệ nhân phải uốn nắn từng khung sắt thành hình mô phỏng con vật một cách tỉ mỉ, mềm mại nhất. Tiếp theo, nghệ nhân chọn hoa để trồng vào, rồi ghép các nhánh lại với nhau sao cho con vật giống thật nhất. Hoa mẫu đơn lớn rất chậm, để tạo hình được, cây phải từ 3 tới 5 năm tuổi trở lên. Đối với thú lớn cao 2 mét, dài 3 mét, thì cây phải từ 13 tới 15 năm tuổi trở lên mới làm được. Thời gian làm được một con thú lớn phải mất từ 6 tháng tới 1 năm. Tạo hình cái con này mình làm cái khung trước, mình làm cái khung rồi cái bắt đầu mình độ cái khung cái con lớn rồi mình làm cái vòng lớn dài vừa thủ xếp nhau vậy đó, rồi mình làm cái khung mình bẻ sắt làm vòng tròn trước rồi làm lần làm cái đầu bẻ đuôi bẻ giò bẻ đùi bẻ lần đó đó, cái đồng kìm cho cứng để ngang ngắn là nặng cái đầu, nặng cái đầu đâu ngang ngắn đó, rồi đàng hoàng cho cái đầu đi kiếm cây vô vườn mua cây á. Mua cây về cái đầu tựa cái cây nó cao cỡ kích thước cỡ vậy chứ, rồi mình làm nó mới cho tới cái đầu tới cái sừng ở trên á, nó vậy là cái mình nẹp vô mình lấy nhánh dài mình đem lại đằng cái chỗ cao trước nó mình làm mà cũng như kẻ nào theo kẻ nấy mới được chứ, mà mình để nó lộn nhánh cái nó trèo ra ngoài cái nó không có đẹp á, nhìn sắp tự lớp vậy đó. Hiện nay vườn kiển thú hoa mẫu đơn của chị Loan có khoảng 200 loài thú lớn nhỏ, giá bán từ vài trăm ngàn đồng đến hàng trăm triệu đồng. Trong đó có cặp long quy cao 2 mét, dài 3 mét, lưng đeo thỏi vàng, tuổi thọ gần 20 năm, có giá 400 triệu đồng.